Chào tất cả mọi người nha. Mình đang có mặt tại bãi sâu của biển Vũng Tàu. Bây giờ là gần 6 giờ sáng, bình minh sáng đó mọi người. Các cô chú ngư dân thì đang thu gom lưới cá từ những chiếc thuyền nhỏ vừa cập bờ mọi người. Thường thì những chiếc thuyền nhỏ này thì đánh bắt cá ở biển gần bờ, đi từ tối hôm trước và đến tận sáng ngày hôm sau mới cập bờ và thu gom lại những thành quả mà mình đã đạt được trong suốt một chuyến biển vào buổi tối hôm đó và bán lại cho tất cả mọi người. Hình như là mọi người dân đang kéo thuyền lên bờ đấy mọi người. Mới sáng sớm tinh mơ thôi mà nhộn nhịp quá. Rồi. Hai chiếc thuyền nhỏ ở khơi xa cặp bờ. Wow. Chiếc xuồng này theo ước tính của mình thì chắc khoảng nửa tạ đấy. Nửa tấn chứ, nhầm. Rồi vào. Lên. Được rồi. Và một con thuyền nữa cũng đã cập bờ. Mọi người tiếp tục kéo một con thuyền nhỏ nữa vào bờ kia. Một chị du khách nhiệt tình. Bên cạnh mình là một phóng viên hay nhà báo gì của ngoại quốc, cũng rất là thích nghiên cứu cuộc sống của ngư dân biển Việt Nam mình. Lên, sắp lên tới bờ rồi. Đó, lên được rồi. Ô, cá này nhiêu con vậy cô? 8 ký. Nhiêu ký vậy cô? 200 rồi. Cá này cá tên gì vậy chị con? Cá chim. Cá ăn liền nè, 100 ngàn ký. Cá ăn liền nè. Còn con cá này nhiêu cô? 200. Cá chim. Cá chim à? Cá chim mà tại sao thì từ đăng ký trắng cái bé bé này mà lại lòi ra được mấy con to này? Thì cái này là bắt chỗ nào về để bán? Đâu thì ghe to, lưới to thì đánh ghe to, cái nhỏ đến cái nhỏ. Tưởng là nhảy lên nhà. Nhưng mà cá chẽm là cái cá nước ngọt mà. Cá chẽm. Đầy nước mặn mà, cá biển mà. Cá biển mà cô. Cá chẽm đúng không? Ừ. Cá chẽm. Chẽm nước lợn, nước ngọt chứ. Trời ơi, nước mặn này, thấy cái nước mặn này nó còn sống luôn á. Nó còn sống. Cá biển mà làm sao thì sống nước ngọt được. Cá chích nhỏ này dùng để phơi khô mọi người. Cái này bán nhiêu? 100 ngàn một cái thơm. Mang về phơi khô. Chích nhỏ đó, chích kẻ chung kẻ. Cá đó. Cái này nè. Nó là cá chích. Nè, tin nó là cá chích. Về nè, về trà dãy đi xong rồi cắt đầu cắt đuôi phơi. Không có cào vậy nữa à. Trời ơi, đánh dãy được đàng hoàng chứ. Bán này nó đi nó cào vậy nó dùng có không? Không, đánh dãy nó trà. Đến họ lấy cái lưới thì họ xuống biển nó trà tí cho biển trà. Dạ quẩy chạy có gì lưới to kèo á. Ừ. Đào đúng rồi đó. Vậy có nhiều ký thành đá nó ký. Cá 70. 70 một ký. Cá chích là một dòng cá biển. Nó tương đối khá là nhỏ. Trọng lượng chỉ tầm 100 gram. Chưa lựa hả chị? Chưa đâu. À vậy lựa đi, để hồi em lấy em ở đây chị, anh trên nó ngồi xuống. Em lấy mấy ký cá chích. Em lấy mấy ký cá chích. Lấy 2 ký cá chích. 2 ký chính là bao là tổng cộng là 4 ký qua. À. Ok. Vậy lựa đi hồi em lấy. Rồi. Và mình có thể chế biến được rất là nhiều món ăn ngon từ cá chích.
như là sushi Nhật, cá trích kho, hay đơn giản nhất là mình sản xuất nước mắm từ cá trích đó mọi người. Một con cá nó rơi vào người mình.